xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn chi tiết cách kiếm tiền từ cái app này nha Đầu tiên thì các bạn bấm vào phần link của mình Bấm vào link của mình mới được nha Và tại vì link mình, mình là link level 2 rồi Các bạn có thể nhận được 100 coin miễn phí nhá Đầu, đầu tiên thì các bạn bấm vào link mình Nó sẽ hiện ra những thế này phải không Nó sẽ bảo là mở hộp miễn phí dành chiến thắng Đó, đó bạn sẽ nhận được lời mời của mình Và giá của một Bitcoin cực kỳ cao luôn các bạn ạ Giá nó phải là 8 đô cơ Giá cực kỳ cao luôn mà kiếm được một BTC này cũng khó chúng ta có thể kiếm được 0,1 thôi là cũng quý lắm rồi nhưng mà kiếm thì cực kỳ dễ luôn bây giờ mình sẽ cho các bạn nhé bây giờ các bạn ấn là phần yêu cầu ngay này đó khi bấm vào yêu cầu ngay thì nó bắt sẽ bạn bạn như này đó các bạn nhập tên của bạn vào đây mình sẽ nhập vào xong rồi nhập email của các bạn vào sau các bạn nhập, nhập password vào đó cái dòng đầu tiên các bạn nhập password xong rồi dòng thứ hai các bạn nhập lại password xong các bạn ở phần đồng ý với điều khoản này xong gọi là phần ghi danh này sau khi xây xong thì các bạn sẽ được một cái tài khoản phải không sau đó các bạn là phần đăng nhập cái phần đây là phần có một hình tí nó có giao diện đăng nhập đó thì các bạn đã là giao diện đăng nhập sau rồi các bạn uh, ghi tài khoản các bạn ghi lại mật khẩu thôi đó các bạn là login cho mình để vào trang chủ của nó đó đầu tiên vào thì các bạn sẽ nhận được 100 coi trên này tại vì mình đã nhận và mình dùng rồi mình còn 70 coi thôi đó sau khi vào thì các bạn sẽ nhận được 100 coi và các bạn nhận được 100 coi các bạn sẽ mở hộp này phải không đó, các bạn nhận được 100 coi các bạn mở hết cho mình. Người đầu tiên thì luôn có lời luôn nhé. Bạn mở thì cực kỳ lời luôn. Tại vì bạn là người đầu tiên mà à, là bạn người đầu tiên nên các bạn mở sẽ toàn được 1.000 coi thôi. 1.000 coi của bốn số cuối này. Đó, xong bạn nhập nhập dần nhập dần. Đó. Là các bạn sẽ đủ điểm coi. Các bạn cứ kiếm 0 ,0 một cho mình. Là các bạn được tiền rút. Kiếm thì cực kỳ nhanh luôn. Đây, mình mới mất được có gần một ngày mình đã kiếm được bằng này rồi. Cực kỳ nhanh luôn. Mình có thừa tận 70 kim cương cơ. Đó, kiếm tiền như thế nào Thì các bạn vào đầu tiên thì các bạn nhập bao mình sẽ được 100 coi phải không Ai à, sẽ nhận được 100 kim cương Và đây, các bạn điểm danh hàng ngày sẽ nhận được này Mình sẽ yêu cầu đá quý này Cứ một giờ các bạn được yêu cầu đá quý một lần nha Tại vì mình ta là tài khoản level 2 sẽ được 20 kim cương Còn các bạn là tài khoản level 1 là tài khoản đầu tiên Level đầu tiên ấy các bạn sẽ được 10 kim cương Nhưng 10 kim cương các bạn sẽ mở ra được nhiều hơn coi hơn mình Tại vì mình được nhiều lượt hơn nhưng mà mình mở coi ra toàn ít hơn thôi mình mở ra toàn hộp trống rồi các bạn ạ còn các bạn mở ra auto là ra tiền ra à, coi luôn nhá bấm yêu cầu đá quý thì nó sẽ hiện lên uh, nhận được 20 viên đá quý này đó sau khi các bạn đã yêu cầu đá quý sẽ được được 20 viên đá quý nhá. nó sẽ cộng dồn lên đây và các bạn chỉ được mở cái hộp này ra thôi và mở hộp này sẽ được uh, mất một viên đá quý nhá các bạn mở hộp cho mình các bạn bấm vào hình này mình khuyên các bạn nên mở vào 6 giờ sáng hoặc là 11 giờ tối nhé 11 giờ tối hoặc là 6 giờ sáng, 6 7 giờ sáng, 10 11 giờ tối nhá. Đó các bạn mở vào khung giờ đó cho mình thì tỷ lệ ra thì nó nhiều hơn, nó nhiều nó ra đồng coi nó tỷ lệ ra cao hơn. Tại đây thì mình đang mở vào buổi chiều này, mình đang mở vào 16 giờ nên mạng nó vừa lang này. Cái trang web này hơi lan Lúc này là thời gian cao điểm hay sao ấy, hơi lan nó dừng hộp rồi mà mình vẫn chưa thấy cái gì cả nó lang nhá tại vì mở vào khung giờ này đó thì các bạn mở các bạn mình khuyên các bạn này các bạn bấm liên tục 7 lần nhá các bạn bấm bấm một lần đầu tiên thì bọn nó sẽ quay cái hộp này không các bạn cái cái hộp nó quay các bạn cứ bấm 7 lần cho liên tục cho mình bấm 7 10 lần nhá bấm 10 lần liên tục này mình sẽ bấm thử này bấm 10 lần liên tục thì nó sẽ ra được 10 lần nhưng mà các bạn chỉ tốn một kim cương thôi nhá tốn một kim cương nhưng mà được tận 10 lần cơ và một kim cương này các bạn có thể gian đom ra thêm lượt nhá cái mở hộp này có thể ra thêm lượt này mình sẽ bấm liên tục này đó mình bấm liên tục bảy lần vào cái này đang quay rồi mà làm quá mọi người ạ hơi làm đó thế đoạn mở hộp này nó sẽ ra coi nhé, sẽ ra đồng coi trên này nhưng mà tại giờ mình giới thiệu lúc lang quá mà mình thì căng đây có thấy cộng chưa đó cộng nhiều không? đó mình mở liên tục luôn mình có mất một lượt mình có mất một kim cương mà mình được nhiều lượt nhé đó các bạn bấm nhiều vào cho mình bấm nhiều vào nó cũng sẽ tính thôi đó này đó, mình mở xịt cho còn các bạn thì mình là hộp các bạn sẽ là cái hộp gì nhỉ đó thì các bạn mở ra toàn được coi thôi mình mở ra hơi xịt một xíu đó các bạn mất mình mất một kim cương nhưng mà mình được tận nhiều lần mình khuyên các bạn nên bấm nhiều vào bấm nhiều vào vừa được nhiều bạn mở một hộp về ra là một là trống hai là được hoa quả 3 là được coi và 4 là được thêm lượt tỷ lệ ra coi nhiều hơn nhé đó đây là cách đầu tiên đây là cách quy đổi ra đồng Bitcoin này cách thứ hai là là các bạn à, đây điểm danh hàng ngày cứ xong một tiếng là tái sinh một lượt nhá hoặc là các bạn có thể mời bạn bè nếu mà bạn nào không muốn tuyển dép thì thôi cứ điểm danh cho mình 24 giờ hàng ngày cũng được đó còn bạn muốn tuyển dép thì các bạn mời bạn bè đó nó sẽ hiện lên một cái như này thì các bạn copy cái link này xong các bạn đưa cho bạn bè các bạn các bạn các bạn bè các bạn nhập nhấp vào cái link này thì bạn sẽ được một kim cương họ nhấp vào link này và họ đăng ký tài khoản bạn sẽ được hai kim cương và họ xác nhận email thì bạn sẽ được 25 kim cương đó các bạn mở như thế hoặc các bạn có thể kênh trai có thể điểm danh hàng ngày để kiếm tiền có các bạn muốn đổi tiền như thế nào các bạn phần bitcoin cho mình hình đầu coin này nó sẽ hiện ra giao diện một đen đen này nó sẽ đang chạy đây đây, khi bạn nhấp đồng coin sẽ giao diện như này. Đây, mình đã kiếm được 18 đô rồi nhá. Mình mất có một ngày, gần một ngày mà mình đã kiếm được 18 đô rồi, cực kỳ ngon luôn. Đó, cái số bé tí như này mà họ đã kiếm được có 18 đô rồi. Gọi là 18 đô là gần 10 đô là 200 rồi. Đó, cực kỳ là cao luôn. Và cứ đổ không phải không mua là bọn mình các mọi người đã rút thôi, mình được 20% rồi, mình cày có một ngày mà được 20% và các bạn nhập ví Bitcoin của các bạn vào đây là và các bạn sẽ rút tiền về cái coi các bạn xong rồi bạn bán lên sàn điện tử tại nếu mà các bạn chưa có ví này thì các bạn hãy gửi về ví của mình các bạn email cho mình nha gửi về ví của mình xong rồi mình gửi tiền cho các bạn hoặc là các bạn có thể nhập vào các nhiều có người nhiều mua cái ví này luôn rất nhiều người mua đồng bitcoin này luôn các bạn có thể lên sàn điện tử com các bạn bán lên đấy cực kỳ cao luôn giá cái đồng coin này cực kỳ cao luôn bạn đừng thắc mắc là rút tiền về đâu mà kiếm tiền đâu cực kỳ kiếm cực kỳ dễ mà rút tiền quá là ổn giá tiền cực kỳ cao luôn đó mình chỉ giới thiệu các bạn như thế này thôi cực kỳ là ngon ăn luôn đó các bạn chỉ có hình thức cái này thôi mình xin dừng clip đây mọi người có thể đăng ký kênh ủng hộ mình